Thầy chào các em. Chúng ta đã được học về tỷ số phần trăm, diện tích và thể tích của hình hợp chữ nhật cũng như là của hình lập phương. Thế thì tiết học hôm nay qua bài luyện tập chung trang 123, 124 sẽ giúp chúng ta củng cố thêm kiến thức chúng ta đã học. Và sau bài học này, chúng ta đạt được những nội dung gì nhé? Sau bài học này, chúng ta cần đạt những kiến thức trọng tâm sau. Một, củng cố kiến thức về diện tích, thể tích của hình hợp chữ nhật và hình lập phương. Hai, là đi tính tỷ số phần trăm của một số ứng dụng trong tính nhẩm và giải toán. Ba, vận dụng công thức tính diện tích và thể tích của hình hợp chữ nhật và hình lập phương để giải các bài toán có liên quan. Và bây giờ, thầy mời các em hãy cùng nhau chúng ta luyện tập theo từng nội dung nhé. Thầy mời các em. Ở bài tập 1, chúng ta có nội dung như sau. Một hình lập phương có cạnh dài 2,5 cm. Tính diện tích một mặt, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương đó. Và đây là hình lập phương có cạnh là 2,5 cm. Đề bài yêu cầu chúng ta là tính diện tích một mặt và diện tích toàn phần thể tích của hình lập phương đó. Thế thì để làm được bài này, chúng ta cần nhớ lại những quy tắc tính của hình vuông cũng như là diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương. Và thầy nghĩ là chúng ta nhớ lại kiến thức và các bước thực hiện này. Bây giờ các em hãy cùng nhau tạm dừng video để làm bài. Và sau khi làm bài xong, thầy mời các em hãy tiếp tục mở lại video để kiểm tra kết quả và so sánh nha. Bây giờ, thầy mời các em hãy dừng video nha. Rồi, bây giờ chúng ta hãy mở lại video và chúng ta sửa bài. Để đi tính diện tích một mặt. Để đi tính diện tích một mặt của hình lập phương. Như các em đã biết là trong hình lập phương, 6 mặt đều là những hình vuông bằng nhau. Vậy thì diện tích một mặt chính là diện tích của hình vuông. Vậy thì bạn nào có thể nhắc lại cho thầy nghe coi, muốn tính diện tích hình vuông ta làm thế nào? Đúng rồi, muốn tính diện tích hình vuông thì ta lấy số đo một cạnh nhân với chính nó. Còn diện tích toàn phần thì sao? Đúng rồi. Diện tích toàn phần sẽ bằng là diện tích một mặt nhân với 6, và thể tích thì chúng ta mới vừa học. Bạn nào nhắc lại muốn tính thể tích hình lập phương ta làm thế nào? Đúng rồi đó các em. Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy cạnh nhân cạnh rồi nhân với cạnh. Và chúng ta hãy xem nha. Chúng ta sẽ có được diện tích một mặt của hình lập phương thì ta lấy là 2,5 nhân với 2,5 thì bằng là 6,25 cm vuông. Và diện tích toàn phần của hình lập phương là thì ta lấy diện tích một mặt là 6,25 cm vuông nhân với 6 thì ta được là 37,5 cm vuông. Và cuối cùng là thể tích của hình lập phương là ta lấy cạnh của hình lập phương là 2,5 cm nhân với 2,5 cm nhân với 2,5 cm và ta được là 15,625 cm khối. Và cuối cùng là đáp số. Diện tích một mặt là 6,25 cm vuông. Diện tích toàn phần là 37,5 cm vuông và thể tích là 15,625 cm khối. Bây giờ thầy mời các em hãy cùng nhau kiểm tra bài làm của mình. Và nếu như các em có kết quả bài làm giống như nếu như em có kết quả giống như bài làm thì thầy xin chúc mừng các em. Thế thì qua bài tập này đã giúp chúng ta ôn lại những cái quy tắc về tính là diện tích hình vuông cũng như là diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương. Vậy bạn nào có thể cho thầy biết muốn tính diện tích xung quanh của hình lập phương ta làm thế nào? Đúng rồi đó các em.
Muốn tính diện tích xung quanh của hình lập phương thì ta lấy diện tích một mặt nhân với 4. Hay ta nói cách khác hơn, ta có thể lấy là cạnh nhân với cạnh rồi nhân với 4. Thì ta có công thức là diện tích xung quanh sẽ bằng là diện tích một mặt nhân với 4, hay là bằng là cạnh nhân với cạnh nhân 4. Thế đó là diện tích xung quanh. Còn diện tích toàn phần thì sao nè? Thì muốn tính diện tích toàn phần của hình lập phương thì ta làm thế nào? À đúng, cũng đúng luôn nha các bạn. Muốn tính diện tích toàn phần của hình lập phương thì ta lấy diện tích một mặt nhân với 6. Hay nói cách khác hơn là chúng ta sẽ có một cách tính gộp là chúng ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với 6. Ta có công thức là diện tích toàn phần bằng diện tích một mặt nhân với 6, hay là bằng cạnh nhân với 6. Thế thì bạn nào có thể nhắc lại cho thầy nghe? Muốn tính thể tích hình lập phương ta làm thế nào? Mới vừa học các bạn. Rồi đúng rồi. Muốn tính thể tích của hình lập phương thì ta lấy số đo cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh. Và ta cũng có công thức là V sẽ bằng là A nhân A nhân A, với V là thể tích của hình lập phương và A độ dài cạnh của hình lập phương nha. Như vậy chúng ta cần phải ghi nhớ về các cái công thức tính về cái hình lập phương, đó là diện tích một mặt thì bằng A nhân A, diện tích xung quanh sẽ bằng là diện tích một mặt nhân với 4, hay là bằng là A nhân A nhân 4. Diện tích toàn phần sẽ bằng diện tích một mặt nhân với 6, hay chúng ta tính bằng cách khác nữa, chúng ta có thể lấy A nhân A nhân 6. Còn thể tích của hình lập phương thì sẽ bằng là cạnh là A nhân A nhân A. Đây là kiến thức chúng ta cần ghi nhớ để chúng ta áp dụng vào giải toán nha. Ở bài tập số 2 có yêu cầu như sau: viết sơ đồ thích hợp vào chỗ trống. Với cái đề bài này thì người ta cho chúng ta là chiều dài, chiều rộng và chiều cao của hình hộp chữ nhật. Yêu cầu chúng ta là đi tính diện tích một mặt đáy. Diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật. Đối với bài này thì người ta cho mình 3 hình. Hình 1, hình 2 và hình 3. Nhưng bây giờ thì thầy chỉ yêu cầu các bạn tính cho thầy diện tích một mặt đáy, diện tích mặt đáy, diện tích xung quanh và thể tích của hình 1 thôi. Còn hình 2 và hình 3 thì sau đoạn video này các bạn sẽ làm vào trong tập và chụp hình gửi vào nhóm của lớp nha. Và bây giờ các bạn cũng đã hiểu về cách làm, nắm được cách làm. Và các bạn hãy dừng video và làm bài. Sau khi chúng ta làm bài xong, chúng ta hãy mở lại video để kiểm tra bài làm nha. Thầy mời các em. Các em hãy mở lại video để kiểm tra bài làm của mình nha. Ở đây, trong hình hộp chữ nhật, diện tích mặt đáy là hình gì? Đúng rồi đó các em. Diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật là hình chữ nhật. Vậy muốn tính diện tích hình chữ nhật ta làm thế nào? Đúng rồi. Muốn tính diện tích hình chữ nhật thì ta lấy chiều dài, ta lấy số đo chiều dài nhân với số đo của chiều rộng. Thì ta lấy là 11 cm nhân 10 cm thì ta được là 110 cm². Chúc mừng bạn nào có diện tích mặt đáy 110 cm². Thế thì còn diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật thì sao? Cảm ơn bạn. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật sẽ bằng là 252 cm². Thế thì bạn làm cách nào để ra được là 252 cm². Đúng rồi. Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật thì bạn lấy là bạn đi tính chu vi đáy rồi nhân với chiều cao. Thì ra được là 252 cm². Thế còn thể tích? Đúng rồi. Thể tích thì ta lấy số đo chiều dài nhân với số đo chiều rộng và nhân với số đo chiều cao thì ta sẽ được là 660 cm³. Và một lần nữa thầy xin chúc mừng
Các bạn có kết quả bài làm giống như kết quả của bài. Thầy xin chúc mừng. Vậy thì bạn nào nhắc lại cho thầy diện tích mặt đáy sẽ bằng gì? Đúng rồi, diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật sẽ bằng là chiều dài nhân với chiều rộng. Thế thì còn diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật? Đúng rồi, diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật thì bằng chu vi đáy nhân với chiều cao. Thể tích nào? Thể tích sẽ bằng là chiều dài nhân chiều rộng và nhân chiều cao. Và chúng ta sau bài học này thì chúng ta phải cần nhớ những cái công thức tính về hình hộp chữ nhật. Vậy thì bạn nào cho thầy biết muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta làm thế nào? Đúng rồi đó các em. Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật thì ta lấy chu vi đáy nhân với chiều cao cùng đơn vị đo. Công thức là P mặt đáy sẽ bằng là A cộng B tất cả nhân 2. Diện tích xung quanh sẽ bằng là S xung quanh sẽ bằng là chu vi đáy nhân với chiều cao. Nhớ ở đây chúng ta lưu ý phải có cùng đơn vị đo nha. Thế đó, đó là diện tích xung quanh. Vậy thì còn diện tích toàn phần thì sao nè? Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta làm thế nào? Đúng rồi các bạn. Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật thì ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy. Thì ta có công thức là S toàn phần sẽ bằng S xung quanh cộng S mồm mặt đáy nhân 2. Vậy thì bạn nào cho thầy biết muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta làm thế nào? Đúng rồi đó các em. Muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật thì ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao. Ở đây chúng ta lưu ý nữa nha. Cùng phải cùng đơn vị đo thì chúng ta mới tính được nha. Và công thức sẽ bằng V sẽ bằng A nhân B nhân C. Và đây là những kiến thức về hình hộp chữ nhật. Cái công thức để tính chúng ta phải cần ghi nhớ để áp dụng vào giải toán nha. Thầy lưu ý là các bạn là chúng ta phải cần ghi nhớ là chúng ta giải toán nha. Như vậy, chúng ta đã vừa ôm lại cách tính diện tích và thể tích của hình hộp chữ nhật và hình lập phương. Vậy, muốn tìm tỷ số phần trăm của hai số thì ta làm thế nào? Hay là muốn tìm phần trăm của một số thì ta làm sao? Thầy mời các em hãy cùng qua bài tập số 3. Ở bài tập số 3, chúng ta cần luyện tập. Đó là giải toán liên quan về cái tỷ số phần trăm có yêu cầu như sau. Bạn Dung tính nhẩm 15% của 120 như sau. 10% của 120 là 12. 5% của 120 là 6. Vậy 15% của 120 là 18. A. Hãy viết số thích hợp vào chỗ chấm để tìm 17,5% của 240 theo cách tính của bạn Dung. B. Hãy tính 35% của 520 và nêu cách tính. Ở cái bài này giúp chúng ta ôn về tỷ số phần trăm mà chúng ta đã học ba dạng về tỷ số phần trăm. Đó là tìm tỷ số phần trăm của hai số, tìm phần trăm của một số, rồi đi tìm một số khi biết phần trăm của nó. Thế thì đối với cái bài này, tìm phần trăm của một số mà tính theo cách của bạn Dung là tính nhẩm. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cách tính nhẩm của bạn Dung như thế nào nha. Ở đầu tiên thì bạn Dung tính nhẩm 15% của 120 như sau. Là bạn sẽ tách 15% sẽ bằng 10% cộng với 5%. Thì đầu tiên thì bạn đi tính là 10%, 10% của 120. Thì cũng dễ mà, chúng ta lấy 120 chúng ta chia cho 10 và bớt một chữ số 0 thì ta sẽ có được là 12. 12. Còn 5% của 120 thì 5% của 120 thì sẽ bằng nửa của 10%. Hay nói cách khác hơn
là chúng ta lấy 10% chúng ta chia 2, hay là chúng ta lấy, tức là chúng ta lấy là 12 chúng ta chia cho 2 thì chúng ta được 6. Và sau đó thì chúng ta sẽ cộng lại, vậy thì 15% của 120 là 18. Vậy trong câu A và câu B, chúng ta hãy vận dụng cách tính nhẩm của bạn Nhung để chúng ta tính nha. Bây giờ thầy mời các bạn hãy dừng video và làm bài. Sau khi làm bài xong, hãy mở lại video để kiểm tra kết quả bài làm nha. Bây giờ thầy mời các bạn hãy mở lại video để chúng ta cùng kiểm tra kết quả. Ở câu A yêu cầu chúng ta tính là 17,5% của 240. Thế thì 17,5% của 240 thì chúng ta sẽ tách 17,5% sẽ bằng là 10% cộng 5% và cộng 2,5%. Thì trước tiên ta sẽ đi tìm là 10%. 10% của 240 là chúng ta lấy 240 chúng ta chia cho 10 thì bỏ bớt một chữ số 0. Thì ta được là 24. Thì tiếp theo ta đi tính 5%. Thì 5% thì sẽ bằng một nửa của 10%. Tức là bằng nửa của 24, có nghĩa là chúng ta sẽ lấy 24 chúng ta chia cho 2 thì trong chúng ta sẽ được là 5% của 240. Vậy thì 5% của 240 là 12. Còn 2,5% thì bằng một nửa của 5, tức là chúng ta sẽ lấy là 12 tức là chúng ta sẽ lấy là 12 chia cho 2 thì ta được 6. Vậy thì chúng ta sẽ được là 2,5% của 240 là 6. Như vậy 17,5% của 240 là chúng ta sẽ lấy là 10% là 24 nè, cộng với 5% là 12 nè, cộng với 2,5% là 6 nè, thì ta được 42. Và cũng với cái cách tính như thế, ta tính ở câu B. Ở câu B yêu cầu chúng ta là đi tính 35% của 520. Và chúng ta cũng thấy nè, 35%. 35% khi chúng ta tách ra thì sẽ là 10% cộng 20% gửi lại cộng với 5% thì chúng ta sẽ được là 35%. Thì đầu tiên ta sẽ đi tính là 10%, cũng tương tự như qua thì chúng ta sẽ có được là 10% của 520 là 52. Còn đi tính 20%, 20% có nghĩa là gấp đôi 10%. Mà 10% thì bằng 52, mà 20% thì gấp đôi của 10%, có nghĩa là chúng ta sẽ lấy 52 chúng ta nhân cho 2 thì chúng ta sẽ được là 104. Thì chúng ta sẽ được là 104. Thế thì còn 5% thì sao? 5% thì sẽ bằng một nửa của 10%. Có nghĩa là chúng ta sẽ lấy 52 chúng ta chia cho 2 và chúng ta cũng được là 5% của 520 là 26. Như vậy, 35% của 520 sẽ là 182. Ngoài cái tính này ra thì chúng ta còn có một cái tính khác nữa. Chúng ta có thể là phân tích là 35% sẽ bằng là 10% cộng 10% cộng 10% rồi cộng 5%. Thì cuối cùng thì chúng ta cũng có kết quả như thế. Và thầy xin chúc mừng các bạn đã có kết quả giống như bài làm. Vậy khi muốn tìm giá trị phần trăm của một số, ta có thể tính như thế nào? Đúng rồi đó các em. Muốn tìm phần trăm của một số, ta có thể tính theo bằng hai cách tính. Cách thứ nhất thì chúng ta dựa vào cái quy tắc mà chúng ta đã học là muốn tìm phần trăm của một số thì ta chỉ việc lấy số đó chia cho 100 rồi nhân với phần trăm cần tìm. Và cái cách thứ hai
là cái cách chúng ta là tách cái số phần trăm thành những cái số hạng mà ta có thể tính nhẩm được, cũng như giống như là cái cách tính bằng nhung này các bạn. Thì như vậy thì chúng ta đã vừa củng cố về cái kiến thức về tỷ số phần trăm và ứng dụng trong một cái tính nhẩm. Còn đối với trong toán giải thì sao? Thầy mời các em hãy cùng nhau qua bài tập số 4 nha. Qua bài tập số 4 nha. Thầy mời các bạn. Các em thân mến, ở bài tập 4 có yêu cầu như sau: biết tỷ số thể tích của hai hành lập phương là 2 chia 3. Chúng ta xem hình vẽ. Câu A. Thể tích của hành lập phương lớn bằng bao nhiêu phần trăm thể tích của hành lập phương bé? B. Tính thể tích hành lập phương lớn. Để làm bài này, thầy yêu cầu các em hãy quan sát hình. Đề bài cho chúng ta biết thể tích của hành lập phương bé bằng 64 cm khối. Còn thể tích của hành lập phương lớn thì chưa biết. Nhưng mà đề bài cho chúng ta biết tỷ số thể tích của hai hành lập phương là 2 chia 3. Có nghĩa là như thế nào đấy các bạn? Đúng rồi đó các em. Tỷ số thể tích của hai hành lập phương là 2 chia 3. Có nghĩa là thể tích của hành lập phương bé là 2 phần thì thể tích của hành lập phương lớn là 3 phần. Hay nói cách khác, tỷ số thể tích của hành lập phương lớn và thể tích của hành lập phương bé bằng bao nhiêu? Chính xác là 3 phần 2. Có nghĩa là thể tích của hành lập phương lớn là 3 phần, còn thể tích của hành lập phương bé là 2 phần. Vậy, tìm tỷ số thể tích của hành lập phương lớn và hành lập phương bé ta làm thế nào? Đúng rồi các bạn, ta sẽ áp dụng cách tìm tỷ số phần trăm của hai số để chúng ta tính. Còn ở câu B thì sao? Ở câu B chúng ta hãy vận dụng cái kiến thức về cái tỷ số phần trăm mà chúng ta đã được học nhé. Và bây giờ thầy mời các em hãy dừng video và làm bài. Sau khi làm xong chúng ta sẽ mở lại video để kiểm tra bài làm của mình nhé. Thầy mời các em. Bây giờ thầy mời các em hãy cùng nhau kiểm tra kết quả bài làm của mình nha. Như chúng ta đã biết, để tính tỷ số thể tích của hành lập phương lớn và thể tích của hành lập phương bé, ta áp dụng quy tắc là đi tìm tỷ số phần trăm của hai số. Vậy các bạn hãy nhớ lại, muốn tìm tỷ số phần trăm của hai số ta làm thế nào? Đúng rồi đó các em. Muốn tìm tỷ số phần trăm của hai số, ta tìm thương của hai số đó rồi đem thương đó nhân nhẩm với 100, viết thêm ký hiệu vào. Vậy tỷ số thể tích của hành lập phương lớn và hành lập phương bé là ta sẽ lấy 3 chia cho 2, lấy 3 phần chia cho 2 phần thì ta sẽ được là lấy 3 chia 2 thì ta sẽ được là 1,5. Sau đó chúng ta lấy 1,5 nhân nhẩm với 100 thì ta sẽ được là 150 và viết thêm ký hiệu phần trăm vào. Như vậy, tỷ số thể tích của hành lập phương lớn và hành lập phương bé là 150%. Hay chúng ta nói cái cách khác là tỷ số thể tích của hành lập phương lớn bằng 150% thể tích của hành lập phương bé. Vậy thì chúng ta đã vừa hoàn thành câu A. Thế thì việc tính thể tích của hành lập phương lớn ở câu B chúng ta có những dữ liệu nào? Đúng rồi, ta có cái thể tích hành lập phương bé bằng 64 cm khối, mà thể tích của hành lập phương lớn thì bằng là 150% thể tích của hành lập phương bé chúng ta vừa tìm được. Vậy ta quy về mẫu bài toán tỷ số nào mà chúng ta đã được học? Đúng rồi các bạn, ta quy về mẫu là tìm phần trăm của một số. Có nghĩa là ở đây có nghĩa là chúng ta phải đi tìm là 150% của 64 cm khối. Vậy các bạn hãy nhắc lại, muốn tìm phần trăm của một số ta làm thế nào? Đúng rồi đó các em,
Muốn tìm phần trăm của một số thì ta lấy số đó chia cho 100 rồi nhân với phần trăm cần tìm. Vậy thì thể tích của hình lập phương lớn là chúng ta sẽ lấy số đó là 64 cm khối đó các bạn. À, ta sẽ lấy 64 cm khối nhân cho 100. À, xin lỗi. Ta sẽ lấy là 64 chia cho 100 và nhân với 150. Và ta thực hiện phép tính thì ta được là 96 cm khối. Và đáp số câu A là 150%. Ở câu B là 96 cm khối. Và một lần nữa thầy xin chúc mừng các bạn đã có kết quả giống như bài làm. Còn bạn nào mà chúng ta có kết quả chưa đúng thì ta hãy xem lại và sửa lại bài cho đúng hơn nha. Các em cho thầy biết, muốn tìm tỷ số phần trăm của hai số ta làm thế nào? Đúng rồi đó các em. Muốn tìm tỷ số phần trăm của hai số, ta tìm thương của hai số đó rồi đem thương đó nhân nhẩm với 100, viết thêm ký hiệu vào. Vậy còn đi tìm phần trăm của một số thì sao? Muốn tìm phần trăm của một số ta làm thế nào? Đúng rồi đó các em. Muốn tìm phần trăm của một số, ta lấy số đó chia cho 100 rồi nhân với phần trăm cần tìm. Như vậy, qua bài tập này, chúng ta đã củng cố được kiến thức về cái tỷ số phần trăm cũng như là việc ứng dụng vào trong giải toán. Các em đã thực hiện rất là tốt. Thầy chúc mừng các em. Chúng ta đã làm qua 4 bài tập, 4 bài luyện tập thì đã giúp chúng ta đã nhớ lại và củng cố nắm vững kiến thức về cái dạng tỷ toán tỷ số phần trăm cũng như là về lý tính diện tích, thể tích của hình hợp chữ nhật và hình lập phương. Và thầy lưu ý ở chúng ta một số điều là về dạng toán giải toán về tỷ số phần trăm thì chúng ta có tất cả là 3 dạng. Dạng 1 là tìm tỷ số phần trăm của hai số. Dạng 2 là tìm phần trăm của một số. Và dạng 3 là tìm một số khi biết phần trăm của nó. Còn ở hình hợp chữ nhật và hình lập phương thì chúng ta phải cần lưu ý nhớ về các công thức là chu vi đáy sẽ bằng là chiều dài cộng chiều rộng tất cả nhân 2. Diện tích xung quanh thì sẽ bằng là chu vi đáy nhân với chiều cao. Diện tích mặt đáy thì sẽ bằng là chiều dài nhân với chiều rộng. Diện tích toàn phần thì sẽ bằng là diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy. Có nghĩa là diện tích một mặt đáy nhân 2 đó các bạn. Còn thể tích thì sẽ bằng là chiều dài nhân chiều rộng và nhân chiều cao. Là V sẽ bằng A nhân B nhân C. Đối với hình lập phương có cạnh là A thì chúng ta sẽ lưu ý ghi nhớ để chúng ta làm bài tập. Đó là diện tích một mặt. Diện tích một mặt của hình lập phương sẽ bằng cạnh nhân với cạnh. Có nghĩa là diện tích sẽ bằng là A nhân A. Còn diện tích xung quanh thì sẽ bằng diện tích một mặt nhân với 4. Hay có một cách khác hơn là chúng ta lấy A nhân 4. Có nghĩa là cạnh nhân 4 đó các bạn. Tương tự như vậy đối với diện tích toàn phần của hình lập phương thì sẽ bằng diện tích một mặt nhân 6. Hay chúng ta lấy số đo một cạnh là A nhân với số đo cạnh là A rồi nhân với 6. Còn thể tích của hình lập phương thì sẽ bằng cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh. Sẽ bằng A nhân A nhân A. Các bạn ghi nhớ chưa nè? Và tiết học của chúng ta đến đây là hết. Và các bạn phải cần ghi nhớ để cái này để chúng ta làm bài tập. Rồi, thân mến, chào các em.